Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Có anh chị nào chưa đăng ký kênh, có thể cho em một lượt like đăng ký kênh nha. Bật chuông thông báo để cập nhật những cái kèo kiếm tiền miễn phí trên kênh YouTube của em. Cô bác chị mình cũng có thể join vào trong cộng đồng Telegram nha, để chúng ta trao đổi thêm thông tin anh chị. Rồi video này em sẽ cập nhật tiếp cho tất cả quý cô bác anh chị và các bạn mình về cái dự án là Haven Effect. Cái dự án này lúc trước đã cho chúng ta airdrop trên nền tảng app Satoshi, hiện tại đã cho chúng ta liên kết gút, và ngày hôm nay họ vừa update lên một cái thông tin là chúng ta vào chúng ta check xem là cái địa chỉ ví của chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ testnet chưa. Nếu mà được thì chúng ta sẽ nhận được airdrop, nếu chưa chúng ta phải làm anh chị nghe. Cái kèo Haven này thì nó thuộc về cái mảng là chuỗi player 1, nó cũng rất là tiềm năng cho airdrop thì tương đối lợi ích anh chị nha. Và bây giờ mình sẽ cập nhật cô bác anh chị mình vào trong cái nền tảng X giúp em ha. Sau đó mọi người sẽ gõ trên cái chữ là Satoshi App anh chị. Đây là cái kênh chính thống trên X của app Satoshi. Cách đây 22 giờ họ có một cái thông tin trạng thái gửi ví Haven 1 của bạn là gì, kiểm tra tại đây, kiểm tra hướng dẫn chi tiết của chúng tôi tại đây. Đó. Anh chị có thể là cập nhật thêm trong cái kênh của họ. Cái thứ hai là chúng ta sẽ cập nhật cho em là cái dự án là Haven 1. Haven 1 là blockchain EVM Layer 1 chống Brex được thiết kế để giải quyết những thách thức quan trọng về bảo mật và thanh khoản trong Web3. Anh chị ha. Đây, các thông tin liên quan ở đây anh chị. Chúng ta có thể rồi vào. Rồi. Lúc trước á, họ cho mình liên kết cái ví vào trong cái app. Nếu có bác anh chị nào đã liên kết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ check. Còn nếu mà chúng ta chưa liên kết ví thì giai đoạn này chúng ta sẽ không liên kết được. Lý do là đã qua cái thời gian cho liên kết ví để rút. Anh chị nhấp vào cái chỗ là của tôi phía dưới bên phải app Satoshi rồi chọn cái mục Xeon. Thì đây chúng ta kéo lên chúng ta sẽ thấy là H1, tức là Haven 1 anh chị thấy không ạ? Đây. À, em nhầm, vậy là vẫn còn thời gian để cho chúng ta rút anh chị. Vẫn còn cho chúng ta rút, nếu có anh chị nào chưa rút thì chúng ta sẽ xem cái video hướng dẫn phần mô tả em có chia sẻ nha. Chúng ta rút, nếu mà quay giai đoạn này chúng ta không rút là sẽ không nhận được nha mọi người, tranh thủ. Rồi mình quay trở về cái gì ạ? Chúng ta quay trở về cái nền tảng X giùm em. Cái link này em sẽ để phần mô tả nha, cái link check này em sẽ để phần mô tả cho các bác anh chị mình chúng ta xem. Haven 1 bảo vệ top cành. Haven 1 của bạn airdrop trên ứng dụng Satoshi. Em sẽ cập nhật nguyên văn nha. Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, chương trình airdrop 12 triệu H1 top cành đã kết thúc vào ngày 28 tháng 9 năm 2024. Nếu bạn đã tham gia, hãy đảm bảo thực hiện theo các bước sau để bảo vệ top cành của mình. Một, đăng ký Haven Testnet và kết nối ví Web3 của bạn, tức là cái ví mà chúng ta liên kết vào trong cái app Satoshi á. Chúng ta phải tham gia Testnet anh chị trên cái mạng của họ. Hai là hoàn tất KYC trên Haven 1 Testnet. Ba là gửi địa chỉ ví được liên kết của bạn trên ứng dụng Satoshi. Hạn chót nộp bài là ngày 15 tháng 11 năm 2024, 2 giờ chiều UTC, tức là chúng ta còn khoảng vài hôm nữa anh chị. Rồi bây giờ nè, chúng ta sẽ tìm hiểu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cho em cái app ví, có thể là ví MetaMask hay là OKX hay là BitGet gì đó, cái ví Web3 nha. Thì hôm bữa chúng ta liên kết ví nào thì chúng ta vào trong cái ví đó để chúng ta sao chép về địa chỉ ví. Thì ở đây em sẽ sao chép về địa chỉ ví này, tại vì cái này là cũng là cái ví chính của em để rút token. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái mục này nè, chúng ta sẽ dán. Rồi sau đó chúng ta nhấp vào cái mục kiểm tra trạng thái ở đây. Rồi, khi mà anh chị chúng ta check kiểm tra trạng thái, nó để bên phải xin chúc mừng mọi người đều ổn, tức là sao? Tức là chúng ta đã hoàn thành được các nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi token nó về bên cái ví của chúng ta là được anh chị nha. Em không nhớ là cái thằng này nó có, hình như là nó chưa chưa có cái thêm cái mạng nó vào anh chị, nó mới tích nét à. Khi nào có em sẽ cập nhật tiếp. Rồi thì nếu mà chúng ta vào đây chúng ta check mà nó bảo chúng ta chưa được á, thì chúng ta nên làm lại coi chúng ta đã làm xong các nhiệm vụ của họ chưa. Thì trong kênh của em có làm rồi, chắc cũng một thời gian rồi anh chị. Các video đó em sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người nha. Để em kéo lên coi. Em có làm rồi nhưng mà chắc cũng hơi lâu rồi anh chị ơi.
Đây, Havn 1 liên kết ví vào app Satoshi Group Havn ha. Có thêm một cái nữa là chúng ta làm cái nhiệm vụ testnet để đạt được cái tiêu chí của họ. Rồi, cái đó em sẽ cập nhật và để dưới cái phần là mô tả video này thì các anh chị mình chúng ta xem và chúng ta làm, tranh thủ mọi người. Cái link này em cũng sẽ để phần mô tả cho mọi người check nha. Rồi, còn một chút thời gian thì em xin phép là cập nhật cho chúng ta về cái tình hình thị trường của Bitcoin hiện nay. Thì sau vài hôm, một số thông tin cũng không có ổn lắm, nên thị trường nó cũng có cái sự điều chỉnh. Mà cái này điều chỉnh là bình thường anh chị, tại vì nó bay một mạch từ 58.000, em cho 60.000 đi, đến 73.000. Nó còn vài trăm đô nữa là nó sẽ đạt cái đỉnh anh chị, nhưng mà nó chưa có qua được nha. Nhưng mà anh chị lấy cái nến từng á, thì chúng ta thấy Bitcoin nó đang ở cái mức gọi là kháng cự. Kháng cự ở đây nó đang lưỡng lự anh chị ha. Và cái trong cái trường hợp này, những anh chị nào mà chúng ta long sọt á, thì chúng ta cân nhắc nha. Tại vì chúng ta còn một cái tin nữa, là cái tin là ai sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2024 này, Donald Trump hay là Harris. Dù ai đắc cử đi nữa, thì trước cái tin đó, trước cái tin nó xảy ra thì thị trường nó cũng sẽ biến động rất là mạnh. Nên là để nó kêu hai đầu long sọt thì nói chung là anh chị long sọt chúng ta chú ý nha, là một. Còn cái tình hình mà về lâu dài đó thì thị trường em nói là nó đang cái xu hướng tăng anh chị. Nó đang cái xu hướng tăng, nhưng trong cái tăng đó nó sẽ có cái nhịp giảm thì chúng ta cũng cân nhắc. Rồi, anh chị thấy nè, cái chart khá là đẹp cho cái xu hướng tăng ha. Còn giảm thế này thì nó chỉ giảm theo cái lịch sử á. Theo cái lịch sử mà em tìm hiểu được thì trước cái đợt bầu cử Bitcoin thường nó sẽ giảm từ khoảng 6 đến 10%. Thì hiện tại hôm nay Bitcoin nó giảm cũng khoảng là 6 đến 7% anh chị ha. Thì từ cái mốc mà 73.000 nó về còn hiện tại là thấp nhất chúng ta thấy trên cái chart Binance nó là 67.000, hơn 67.000. Đó là một cái nó điều chỉnh để nó rũ hàng anh chị nha. Nhưng mà không sao. Mình cái tầm nhìn của mình á, bây giờ ít nhất là cũng khoảng là đến quý 3 năm 2025 anh chị. Đó là cái view mà em nghĩ thị trường nó sẽ có sự tăng trưởng khá là mạnh. Còn qua cái giai đoạn đó thì thị trường nó có thể là nó sẽ bắt đầu ha, bắt đầu nó đến cái nhịp giảm. Thì tất cả thông tin này chỉ là cái nhận định khách quan cho anh chị tham khảo thêm. Anh chị có thể tìm hiểu trên các nguồn của trên các nền tảng khác. Và mọi người cũng sẽ có một cái nhận định riêng mọi người, không đúng không sai. Quan trọng là chúng ta kiếm tiền được nhiều là có là được. Thì cái chart này em thấy nó khá là đẹp anh chị. Chart khá là đẹp nha. Sau khoảng một thời gian, chúng ta lấy chart tháng. Thì khoảng 1 tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7, khoảng 8 tháng liên tục. Thì thị trường nó đang ở trong cái xu hướng là không quá giảm. Anh chị thấy không ạ? Và nó đang trở về cái mức gì ạ? Trở về cái mức kháng cự. Và cái mức này nếu mà nó ổn định được khoảng vài hôm nữa thì em nghĩ là nó sẽ bùng trở lại và nó có thể tạo ATH trước thông tin của cuộc bầu cử nha. Còn sau đó thì nó cũng sẽ có những nhịp điều chỉnh mọi người. Rồi, một số thông tin vậy anh chị. Chúng ta có thể bình luận chia sẻ thêm cái quan điểm của anh chị dưới phần mô tả nha, để cho mọi người trao đổi thêm. Thì chúc các anh chị mình buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nha.